với em giá trước này là 28.500 nha mọi người. 28.500. Dạ vâng, em bị mọi người 28.500 nha. Giá này còn bớt không? Giá này không bớt được nữa, trước này em không bớt. Rồi. Thì em 94 hoặc là 28.500 đây ạ. Rồi, ok. Còn nếu mà thật sự anh em muốn bớt thì cứ liên hệ trực tiếp với bạn Phương đi, để cho tư vấn rẻ hơn, rõ hơn nha. Dạ vâng, đây cũng được. Rồi, sợ thiệt cái thời tiết Bình Dương anh chị cô chú ơi. Phải nói là trời ơi, sáng sớm thì lại ửng nắng, nắng xong rồi lại mưa, mưa đi một chút lại nắng, nắng xong rồi lại mưa, sáng giờ 3-4 cử như vậy. Thời tiết này rất dễ là bị bệnh luôn đó nha. Thì hiện tại anh chị các bạn cô chú có thể thấy là mặt đường một bên là khô, một bên là ướt rồi không? Coi như là cũng vừa tới một cửa hàng tiếp theo, là coi như là vừa tạnh mưa cái là bấm máy liền, quay là báo giá nhanh cho chị các bạn. Mà cửa hàng này á được lòng anh em rất là nhiều nha. Tại vì cô chủ rất là dễ thương và đặc biệt là báo giá rất là rẻ luôn. Đó là bên nhà xe máy Phương Anh nè mọi người. Địa chỉ bên cửa hàng xe máy Phương Anh ở đây là 715 DT743, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì cái địa chỉ nó hơi dài dòng, nếu mà đổi ngược lại là em á thì nghe tới cái địa chỉ là em ngán liền à. Nếu mà em muốn mua một cái món đồ nào mà đọc địa chỉ ấn liền à. Mình chỉ cần biết cái tên khu vực đó với là cái tỉnh đó thôi là mình sạch dễ ra. Thì giờ mình nói về hướng đi cho mọi người thấy dễ tìm kiếm nha. Hướng bên phải cửa hàng đi thẳng ra đây khoảng tầm chắc hơn một cây số là hướng của dòng xe An Phú, hoặc là mình có tên gọi khác là ngã 6 An Phú anh chị. Còn hướng ngược lại của này nè, tầm một cây trên dưới một cây số đó là của ngã 4 Miếu Ông Cù. Ở đây là cửa hàng nó cũng lệch lợp với lại cái khúc của chợ. Còn giờ bây giờ mời tất cả anh chị các bạn mình vào trong gặp em Phương nha, để báo giá cho tất cả mọi người nha. Rồi, chào hello em. Chào anh ạ. Em chào mọi gặp mọi người đang theo dõi kênh live trên kênh Vũ Nguyễn ạ. Hôm nay cửa hàng em thì em like báo giá một số xe cho anh chị em mình nha. Hôm nay nhà em là toàn xe giá rẻ bình dân nha. Có mấy chiếc là hơi dòng hơi cao một tí thôi, còn đâu là giá rẻ bình dân hết cho anh chị em mình đi làm nha. Rồi, đầu clip cho anh hỏi coi cái clip trước của anh em mình quay á thì được lòng anh chị ủng hộ nhiều không? Dạ, em cảm ơn là anh chị em mình ủng hộ cửa hàng em trong cái clip đầu tiên ấy, là được rất nhiều là anh chị em ghé thăm ủng hộ cửa hàng em ạ. Em có biết sao mà clip đầu tiên mình clip bán được nhiều không? Mình có biết tại sao không? Em không rõ. Chắc là do cô chủ dễ thương là một nè, hai nữa là một cái giá rất là tốt luôn. Dạ, thì em chắc... nghĩ là do giá tốt hơn xe cũng ok. Rồi. Dạ. Hy vọng là hôm nay một clip thứ hai này anh em mình cũng sẽ báo một cái giá thật là tốt để cho mọi người mình trên kênh có thể là dễ dàng lựa chọn ha. Dạ vâng ạ. Rồi. Giờ em toàn giá tốt đấy. Anh giờ chị mình yên tâm ạ. Giờ mình báo từ đâu đây? Hai chiếc ẹt nhỏ cho nha anh. Ok em. Rồi mời tất cả anh chị bạn mình vào bên trong nha để quay ẹt nhỏ nha. Địa chỉ thì em có vừa nói sơ qua rồi đó. Tí xíu đi em sẽ hỏi tiếp về trả góp hay là ship xe lại cho mọi người hết. Giờ mình quay hai chiếc ẹt nhỏ đầu tiên đi cho nó nóng nha anh em. Đây. Đây nha mọi người. Em đứng đây đi. Đây hai chiếc ẹt này đúng rồi, ẹt nhỏ luôn phải không em? Dạ đúng hai chiếc ẹt nhỏ đấy ạ. Rồi. Chiếc bên trong này là đời 2010 nha mọi người. Một S94 nha. Chiếc này thế nào nhờ? Đúng đời 2010 luôn. Dạ, một S94 anh em ha. Cho anh hỏi về tình trạng máy móc của con này như thế nào? Rất đầu cạo khói nha mọi người. À, có rất đầu. Dạ vâng, rất đầu cạo khói, còn máy móc là vẫn đang còn zin, chưa có đụng chạm gì tới. Ok. Dạ vâng ạ. Chiếc này là hồ sơ nhà em cầm tay nha mọi người. Ký nối ấy, thì là Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì sẽ là phải rút lại hồ sơ đấy ạ. Còn các tỉnh khác thì là mình ký nối được ạ. Rồi. Dạ đúng rồi ạ. Con này cho anh xin cái biển số nó nằm ở đâu em? Hồ sơ em cầm tay rồi. À, hồ sơ cầm tay hết. Ok. Quên nha, hồ sơ cầm tay nha mọi người. Dạ vâng, hồ sơ cầm. Con này giờ em để giá bao nhiêu để cho anh em khách hàng mình lựa chọn đây? À, với em có giá trước này là 28.500 nha mọi người. 28.500. Dạ vâng, em bị mọi người 28.500 nha. Giá này còn bớt không? Giá này không bớt được nữa, trước này em không bớt. Rồi. Thì em 94 hoặc là 28.500 đây ạ. Rồi, ok. Còn nếu mà thật sự anh em muốn bớt thì cứ liên hệ trực tiếp với bạn Phương đi, để cho tư vấn rẻ hơn, rõ hơn nha. Dạ vâng, đây cũng được. Rồi, còn con này em, con này dạ, sao? Con này thì lái trước mọi người cũng thấy đấy đúng không ạ? Ừ. Chiếc này là máy giữa là máy Thái nhá, đời được. 2008. Rồi. Chiếc này là hình như là bô nó bị lủng cái tiếng bô đấy, mình có thể thay bô ấy. Em nghĩ là nó cũng không có bị làm sao đâu. Chắc là mấy cái bô mà đời nó sâu quá, nó hơi bị mục, bị lủng rồi tí đó anh em. Dạ đúng rồi, còn máy giữa máy Thái nhá, máy zin nha mọi người. Rồi. Dạ vâng, áo là dàn áo bọc keo nguyên quan nhá, nguyên con nhá mọi người. Đúng rồi, mọi người về mọi người bóc keo ra là mới cứng luôn nhá. Rồi. Dạ.
Chỗ này là cũng hồ sơ cầm tay luôn ạ. Hai cái này hồ sơ cầm tay cả cho mọi người. Các tỉnh miền Tây là mình ok, mình thì nói ok đấy. Còn như kiểu là tỉnh ở Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh thì là mình phải rút lại hồ sơ ấy ạ. Rồi. Nên là nó hơi khó cái chỗ đấy ạ. Chỗ này là 32 triệu nha mọi người. 32 triệu đồng. Dạ vâng, 32 rồi. Triệu ạ. Máy rửa, máy thái zin nha, bọc keo nguyên con, còn bô thì nó hơi bị lủng, em có nói rõ luôn ạ. Mấy cái này mình có hỗ trợ trả góp được luôn không Phương? Dạ, bên em có hỗ trợ góp qua ngân hàng ấy ạ. Góp không đồng góp qua ngân hàng, còn góp qua cửa hàng thì bên em không có hỗ trợ ạ. Thế đấy là em nói rõ để cho anh em mình. Góp qua cửa hàng là mình không hỗ trợ. Đã, nhưng nếu mà anh em mà thích mấy xe này mà lỡ kẹt ra đó một số nhỏ 1-2-3 triệu gì đó mình có thể hỗ trợ được không? Số nhỏ thôi, 2-3 triệu gì đó được không? Hay là không luôn? Cái đấy thì đến gặp trực tiếp em xong rồi xem anh chị em mình thế nào nữa. Rồi ok. Cứ gặp trực tiếp rồi mình đến cửa hàng mình xem xe cho nó đã đi, cứ gặp trực tiếp rồi mình tính tiếp ha. Dạ. Rồi giờ mình tiếp theo hàng này luôn hay là dạ, em muốn quay đâu? Một hàng này luôn đi ạ. Rồi ok. Si rút nha mọi người, si rút trước đời này đời 2015 nhá, máy zin nha mọi người. Cái này là dàn áo theo xe luôn ấy ạ, máy zin nhá, dàn chân thì nó hơi bị xấu một chút xíu nhá. Biển số 93 nhá, 93F121005 nha mọi người. Trước này là 7 triệu rưỡi nha mọi người. Dàn chân xấu 2015 máy zin nhưng mà 7 triệu rưỡi là em thấy giá ok ạ. Dàn chân xấu thì em để giá đấy ạ. Rồi. 7 triệu rưỡi nha mọi người. 7.500.000 mà được cái là máy móc là zin ha. Dạ đúng rồi ạ, máy móc zin. Rồi, cái bây giờ con FI luôn đi Phương. Biển xấu nó đâu của em? À, trước này cũng biển số 93 luôn ạ. 93C103608 ạ. Rồi. Chiếc này là đời 2014 ạ, máy zin, dàn áo zin, dàn chân cũng đang còn đẹp ạ. Đẹp hơn chiếc này nhiều ấy ạ. Chiếc này là 8 triệu nha mọi người. 8 triệu đồng. Dạ vâng ạ, 8 triệu okay. ạ. Máy cũng zin luôn đúng không? Dạ vâng, máy zin luôn ạ. Cái bên anh thấy cũng là con FI nhưng mà con đó là phiên bản bánh mâm thắng đĩa luôn, cao cấp hơn nữa. Dạ đúng ạ, chiếc đấy đời 2017 đấy ạ. Chiếc đấy 10 triệu 200, biển số 64 nha. 64F131233. Còn Phương là có đọc cái biển số cũng rất là rõ ràng. Dạ, nên là mong dạ. anh em mà mình thích cái con xe nào á mà trong quá trình quay anh em mình ở đây quay không kỹ không rõ thì mong tất cả anh em mình liên hệ với số điện thoại trên màn hình. Dạ. Cái đọc là cái tên xe với cái biển số mà anh em mình trong video đọc nè. Dạ, để cho bên cửa hàng tư vấn anh em mình rõ ràng lại hơn nha. Dạ, dạ. Rồi mình còn con quay bài lắp chưa? Số ấy, cho nên là nó hơi khó. Chiếc này là 10 triệu 200 nha mọi người. Xin rút FI 2017 ạ. Bọc keo nguyên con có dán tem chùm nha, bánh mâm trắng như thế nhé. Đúng rồi, dán keo trùm luôn nha. Bánh mâm thắng đĩa đàng hoàng luôn. Vĩnh Long 31233. Dạ đúng rồi ạ, Vĩnh Long 31233. Chiếc này nha mọi người, Honda Blade đời 2015 máy zin nha. Từ áo đến chân là zin hết đấy ạ. Dàn chân em thấy vẫn đang còn đẹp nha mọi người. Biển số đấy hình như là biển số thành phố đúng không anh? Biển số của nó là 59D1 96985 á nha. Dạ. Chiếc này là 9 triệu nha mọi người. Rồi, 2015 máy zin nha mọi người. Rồi, ok. Dạ. Rồi, giờ mình đến với xe nào nữa đây? Đây ạ. Quay đợt đít luôn hả? Dạ vâng, đợt đít luôn đi ạ. Ok. Chiếc này là 2019 FI nha mọi người. Bánh mâm thắng đĩa này. Biển là cái nào đó? Bánh cam. Chiếc cam này đầm là... phải không? Dạ. Cam đầm đúng không? Dạ vâng. Chiếc này nha mọi người. Chiếc này là biển số 69 Cà Mau nha. 69E1 14773. Chiếc này là 10 triệu 800 nha mọi người. 2019 FI nha. Dàn áo, dàn chân là vẫn đang còn đẹp nha mọi người. Dạ này là em thấy là mọi người có hay hỏi vụ là rút hồ sơ ấy ạ. Thì là em thấy là mới ra thêm cái nói chung là công văn nó chưa chính thức nhưng mà em thấy là như định danh ấy ạ thì là đợt này rất là khó rút hồ sơ nha mọi người. Các phần cái phần mà rút hồ sơ là hơi bị khó tại vì là cái này không có chứng minh chủ ấy ạ thì là sẽ khó rút hồ sơ ấy ạ. Em thấy mấy trước đời cao là mọi người hay yêu cầu rút hồ sơ ấy ạ. Rồi. Ok đang nha, còn rồi. Nếu mà bên cửa hàng mình cho anh hỏi coi vấn đề ship xe rồi đó mình có không? Ship xe có tỉnh xa rồi đó. Bên em có ship xe đi các tỉnh ạ. Bên em xe dưới 5 triệu là bên em không có hỗ trợ ship nha mọi người. Còn ở trên 5 triệu là bọn em hỗ trợ 50-50 nha. Rồi. Dạ. Nói chung là xe có từ 5 triệu đó lên. Ví dụ thì ship 400 thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh em mình hết là 200 ngàn rồi. Dạ đúng rồi. 50-50 rồi anh em ha. Dạ dạ. Cái này nha mọi người cũng 2019 FI nha mọi người nhưng mà bánh mâm thắng đĩa nha mọi người. Đúng rồi. Dàn áo, dàn chân vẫn đang còn đẹp nha mọi người. Dàn áo có bị trầy một chút xíu đấy ạ. Dạ vẫn đang đẹp nha mọi người. Biển số Đồng Tháp nha anh em, 66 nha, 50109 nha. Dạ dạ. Rồi. Giá là 12 triệu 8 nha mọi người. Rồi 12 triệu 8. Dạ. Ok em. Chiếc này ạ, Toyota Yaris 110 chiếc này. Xăng cơ đúng không? Vâng ạ, xăng cơ đấy ạ. Chiếc này là đời 2015. Đúng rồi ạ, chiếc này đời 2015 ạ. Biển số 94 là ở đâu nhỉ? Bạc Liêu ạ. Bạc Liêu đúng rồi em. 94D124353 nha. 4353. Chiếc này là em để cho mọi người
8,5 triệu đi. 8,5 triệu. Dạ vâng, 8,5 triệu đẹp. Okay. Màu này em thấy cũng nhìn cũng được mà, đẹp mà. Cũng được. Giá là 8,5 triệu cho chiếc quay RTX FI phiên bản. Xin lỗi chị, bình xăng con nha. Vâng, xăng con. Chiếc này em chưa có rửa ấy, nên là nhìn nó. Không, nhưng mà mình giữ được nguyên như thế này là nó là nguyên một cái xác xe mà rin mọc luôn đó anh em. Dạ, này dạ. Rửa ráy là nữa là ok thôi. Dạ, máy móc là rin đúng không em? Dạ vâng, máy móc rin ạ. Cái này đời bao nhiêu em không có nhớ. Này mình để giá sao? Quay là ít ít luôn. Dạ, vâng, nhưng mà cái mẫu đời dạ. Trước, bánh mâm thắng đĩa luôn đó nha. Vâng ạ. Này mình để giá sao? Chiếc này 8,2 triệu nha mọi người. Rồi, 8,2 triệu. Dạ. Biển số nào bắt đầu giùm anh cái nha. B112876 ạ. Rồi, ok. Đây, giờ mình qua bên đây. Vision nha, mấy nhà em có 3 chiếc Vision đời đầu nha mọi người. Vision đời đầu. Chiếc này nha mọi người, chiếc này là bên em có 3 chiếc này là bên em có dặn lại dàn ngoài một chút đấy ạ. Còn máy như là zin hết đấy ạ. Ok. Biển số 60 nha mọi người. 60B8 31867. Rồi, giá mình để là bao nhiêu em? 11 triệu 8 ạ. Ok, 11 triệu 800 ngàn nha anh chị nha. 11 triệu 800 ngàn đối với cái dòng Vision này nha. Tài sản máy móc là như thế nào Phương ha? Hình như là máy zin hay sao đấy ạ. Ok, máy zin nha. Dạ. Biển số thì bọn Phương cũng mới vừa đọc xong rồi đúng không? Dạ vâng, biển số rồi. 60 ạ. Còn nay anh em mà muốn xem kỹ rõ chi tiết hơn thì liên hệ với cửa hàng để cửa hàng tư vấn rõ hơn nữa nha. Dạ dạ, anh em muốn xem kỹ rõ thì là các bạn Zalo bên em sẽ chụp hình chi tiết gửi cho mọi người quay rồi. Video nổ máy luôn nha. Rồi, con này biển số anh thấy là biển 49 Lâm Đồng nè, 09210 nè. Dạ vâng ạ. Chiếc này máy cũng zin đấy ạ. 11,5 triệu nha mọi người. 11,5 triệu. Dạ vâng ạ, 11,5 triệu. Hai chiếc này luôn ạ, 11,5 triệu ạ. Máy zin là màu trắng với màu đỏ. Ok nha anh em, Vision. Dạ vâng. 11,5 triệu, máy móc là zin hết luôn. Dạ. Đặc biệt là con màu đỏ này có xử lý dàn áo lại cho anh em, đẹp keng luôn. Dạ, này vâng mình chỉ còn dán bộ tem nữa thôi nè, còn nếu không mình để về là bóng áo luôn á nha. Dạ. Rồi. Chiếc này là một chiếc biển số 48, một chiếc biển số 49 nhá. Ừ. Là đều đồng giá là 11 triệu rưỡi nha mọi người. Ok. Dạ. Cho anh hỏi coi mình bán về là mấy cái xe này mình có hỗ trợ khách về bảo hành máy móc được không? Có, bên em có hỗ trợ bảo hành máy 3 tháng ạ. Ừ. Bảo hành về 3 tháng cho tất cả dòng xe luôn phải không? Dạ vâng ạ, máy nào em bảo zin em bảo hành 3 tháng nha mọi người. Rồi, ok. Mọi người đi cứ giữ thì có đi cả năm nó cũng không, lần sau thay nhớt định kỳ cho nó là. Đúng rồi. Máy móc ok hết luôn ạ. Bảo nó hư nó cũng không hư đâu ạ. Chạy kỹ nhất nhau đầy đủ thì nói chung là mấy xe Honda cũng khó mà hư đó anh em. Dạ. Rồi mình đến con nào nữa đây Phương? Dàn quay A nha mọi người. Quay A đúng không? Đây, bên đây. Con này em thấy chắc là đời cao rồi phải không? Dạ, lốc vâng, 2020 ạ. Ừ. Máy zin nha. Đàn áo bàn chân zin, biển số thành phố luôn nha mọi người. 59M2 46100. Chiếc này nhà em để hơi lâu rồi, từ đầu khi nhà em mở bán luôn ấy, cũng nhiều khách hỏi mà. Ừ. Chưa có đi được. Con này đẹp mà. Dạ vâng, cũng đẹp đấy. Chiếc này là 12,8 triệu nha mọi người. 12,8 triệu. Dạ, 12. Phải nói là mấy cái dòng quay pha của Honda như thế này nè anh em. Chạy mà kỹ nhất nhau đầy đủ là không biết khi nào mà hư luôn á nha. Dạ đúng rồi ạ. Dòng này bền lắm, tiết kiệm xăng nữa. Quay A. Ý rất là thích. Chiếc này cũng 2020 nha mọi người. Rồi. Chiếc này cặp bánh này. Em thấy rất nhiều anh chị thích cặp bánh. Có lên cặp bánh đúng không? Dạ. Cặp bánh là có lên kiểu dạng bánh mâm á anh em. Dạ, mà vâng. Như anh thấy con này nó thiếu cái bửng ngoài phải không? Dạ vâng, thiếu cái bửng ngoài đấy ạ. Nên là có 12,5 triệu đấy ạ. 12,5 triệu luôn. Dạ vâng. Cái này có bớt thì em được bớt nữa. Biển là Bến Tre 71. Dạ, vâng. Anh em nha. 71C2 71 Tây Ninh ạ. Rồi, ok. 69947 ạ. Rồi mấy cái giá này trừ hai chiếc ẹt nãy ra thôi là hai mấy cái giá này nãy giờ anh em mình báo về rồi có bớt được tí nào nữa không? Dạ có ạ, có được bớt không? Cho anh em mình ạ. Dạ. Có bớt xăng cộ đi lại cà phê cho anh em mình nha. Chỉ có riêng hai chiếc ẹt đó là mới là cứng giá vậy thôi. Dạ, cứng. Còn muốn bớt nữa thì phải liên hệ riêng nha. Đó là phải do tài năng ăn nói của anh em mình thuyết phục nha. Còn mấy chiếc này là ai cũng bớt được hết. Dạ vâng ạ. Rồi. Chiếc này là bớt ok luôn ạ. Đây là chiếc quan trọng. 2016 máy zin ạ. Màu đỏ. Rồi. Máy là như bằng phương bắt đầu chân đẹp nha. Dạ. Chiếc này biển số 93P188256. Rồi. Chiếc này là 10,8 triệu nha mọi người. 10,8 triệu. 10,8 triệu ạ. Đời 2016 máy zin ạ. Ừ. Ok nha. Mình qua con này cũng là quay trăm luôn. Dạ vâng. Chiếc này đời 2015 nha mọi người. Máy vẫn là máy zin nha. Chiếc này em nói là chiếc này, nhưng mà chiếc này là dàn áo của nó vẫn là dàn áo zin của hãng ấy ạ. Nhưng mà nghĩa là màu trên cà vẹt là dàn áo màu đỏ. Nhưng mà chắc là do chủ xe cũng không thích thì là đổi thành màu xanh. Rồi. Đấy ạ. Nhưng mà nếu mà anh chị em mình, cái này em nghĩ là không biết là trẻ có làm sao không. Em nghĩ là không sao đâu ạ.
Rồi chỉ thay đổi màu sơn thôi anh em ha. À, dàn áo cũng là dàn áo riêng của hãng luôn, bị xấu đâu quá đọc giúp anh nha. Biển số 93P182995 ạ, giá là 9,8 triệu nha mọi người. Rồi, đây qua đây. 9,8 triệu ạ, là quay siêu nhân nha. Cầm đĩa luôn. Này, là vâng. Biển số thành phố luôn nha, 59T130092 nha, máy riêng nha mọi người. Bên ngoài nhà em có dặm lại, có phủ bóng lại cho nhìn cho nó sáng xe nha. Mọi người, giá là 6,8 triệu nha mọi người. 6,8 triệu thôi anh em nha. Vâng ạ, 6,8 triệu đây ạ, một em quay rồi, giá 6,8 triệu thôi. Đã. Cũng ổn áp ấy anh em, cũng ok nha. Bánh cầm thắng đĩa luôn, mà máy riêng đúng không em? Máy riêng anh ạ. Máy riêng luôn mà 6,8 triệu, bánh cầm thắng đĩa. Ở phía sau có lên cho anh em mình một cái cặp cục nai nữa nha. Dạ. Ngoài ra là bên cửa hàng Phương Anh mình cũng bảo hành 6 tháng. 3 tháng. À 3 tháng phải không? 3 tháng nữa. Rồi, ok. Chiếc này nha mọi người, 2016 quay a 100 2016, máy là máy em nha mọi người. Rồi. Máy em nha. Em đang lại là chiếc này máy em nha, màu này là màu nó có màu này nhìn em thấy là nhìn nó sang. Màu này với na ná giống như màu ghi á, nhìn dạ. Cũng rất là đẹp luôn. Dạ vâng ạ, chiếc này không thiếu hai cánh bừng nha mọi người. Thiếu hai bừng ngoài này anh em. Dạ vâng, biển số 61 Bình Dương luôn nha, 61H131602, chiếc này là 8,6 triệu nha mọi người. 8,6 triệu, dạ, máy im cho anh em nha. Đời 2016, máy em ạ. Rồi, ai muốn tiết kiệm thì có thể lựa chọn mấy con như thế này nè, mua dạ. Về đi làm gầy bừa rồi nha anh em. Bền. Lít ạ. Lít. Lít 110 nha, cho chị phụ nữ. FPU không ạ? Màu đen nha, bên ngoài nhà em cũng có dặm lại nha, máy hình như là em cũng không rõ là máy riêng hay máy em cái này em không có biết xem mà cũng quên chưa có hỏi. Rồi giá mình để bao nhiêu? Cái này là 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi. Dạ vâng ạ, biển số 65 Cần Thơ nha, 65X32691 nha. Cái này là để nếu mà hai chị em nào thích thì để em báo lại xem, là nhắn tin cho em Zalo của em báo lại xem là máy riêng hay máy em nha mọi người. Rồi. Dạ. Thật sự mà nói là do mua bán thì anh em mình cũng phải cố gắng để báo tình trạng chính xác nhất có thể cho anh em. Dạ. Nhưng mà riêng thật sự thì mấy cái xe mà đời thấp thấp như thế này nè, nếu mà đối riêng bản thân của em mua á, thì em cố gắng em dành tí thời gian lên em test xe coi nó ổn áp nó ok không là em lấy à. Chứ em thật sự cũng không quan trọng riêng hay không nữa anh em. Đối với mấy xe đời sau này không quan trọng mấy đâu. Dạ, quan trọng là xe mình máy im, ngon, riêng là được. Dạ. Đó, đối với em là vậy đó. Còn riêng những dòng xe đời mới 19, 20, 21, 22 rồi á, dạ, thì đó mình mới quan trọng là phải riêng hay không. Tại vì xe đời mới mà. Còn mấy này cho dù mà máy riêng nhưng mà chủ trước họ chạy cũng kỹ rồi này nọ nó cũng yếu nhớt à, về mình có chạy được đâu. Dạ. Phải mua về làm lại, còn ai mà làm thẳng lại khỏe cho mình thôi. Mình lên Winner X đi Phương ha. Dạ, Winner không ạ, Winner. Winner X sao? Winner X nhà đấy, trước đấy nhà em để chạy đi ạ. À, xe nhà không bán phải không? Dạ. Rồi, ok vậy cho qua. Đây, con Sirius này có vô cái cặp phụ này chắc là anh em giới trẻ nè. Vô cặp phụ bình dầu liền nè. Niền nhôm. Biển số là Bình Thuận nha, 86X2 4612. Này có kiểu nhẹ nhưng mà máy vẫn riêng nha mọi người. Đây 2010. Giá là 7,5 triệu. Máy riêng 7,5 triệu. Dạ. Có vô một cái cặp gấp nữa, cái gấp nữa nè anh em. Gấp kiểu nè, nói chung là cái form này anh em giới trẻ lý qua là có thể là biết được như thế nào rồi đó. Anh em nào mà thích mẫu này thì liên hệ với Bậc Phương nha, để trao đổi thương lượng nha. Anh em cứ giới thiệu Bình Dương cái lòng tình trạng này em không biết cái gì luôn ấy. Rồi. Hai chiếc này là khách cọc rồi nha mọi người. Hồi cọc rồi hả? Dạ. Cọc rồi là mình không bán nữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cọc rồi mình bán nữa có sao không? Khách đến khách đốt cửa hàng đấy ạ. Rồi qua kia chiếc Novo nha. Novo, dạ vâng, Novo 5 ạ. Novo 5 biển số 94D108777 nhá. Rồi. Biển số em thấy cũng đẹp đi ạ. Chiếc này máy zin ạ. Máy zin. 7 triệu rưỡi nha mọi người. 7 triệu rưỡi. Dạ vâng, là bề ngoài là theo năm tháng nha mọi người. Biển số là 94D108777 anh chị các bạn nha. Dạ. Đây mình có chiếc Lubias, cái này xăng con Happy ta, xăng con đúng không? Xăng con anh ạ. Đời 2012. Rồi. Chiếc này là bản cao, bản GTX của đời 2012 á, 7,8 triệu nhá. 7,8 triệu. Dạ vâng, 7,8 triệu đấy ạ. Biển Vĩnh Long 64B117652, đuôi 52 tiền luôn nha. Rồi. Cho anh hỏi cái nãy giờ quên hỏi, bên cửa hàng mình bán xe về rồi anh em anh chị khách mà họ có xe muốn trao đổi rồi đó, rồi mình dạ. Có nhận trao đổi được luôn không? Dạ có, bên em có trao đổi xe đấy ạ. Có trao đổi đầy kia hết luôn, mua bán trao đổi hết. Dạ vâng, có trao đổi xe đấy, anh chị em mình thích đổi chỗ nào cứ qua bên em đổi cho em bù trừ thế nào ạ. Rồi, ok, ship xe rồi có hết. Dạ có hết. Rồi qua đây con AB luôn đi. Dạ vâng, AB luôn rồi ạ. AB này là đời 2008 nhưng mà lên giàn áo 2010 nha mọi người. Máy êm nha mọi người, không phải là máy à. Thôi máy êm đi. Biển số là 59N1 00990. Biển số cũng dễ thương dễ nhớ nữa. Dạ. Cái
để cho mọi người là 7.8 nha mọi người. 7.8 thôi. Dạ vâng, 7.8 đấy ạ. Có nghĩa là con này là 2.8 bình xăng con, nhưng mà lên cái dàn áo FI, dàn áo đời mới, nó đẹp dạ, hơn, dạ, nó sang hơn nhưng mà lại giá nó cũng rẻ nữa. Rồi. 7.8 đấy ạ. Dạ. Cái này em không bớt nữa nha, anh chị em mình đừng ép giá em nha. Rồi. Cái này đang xả ra có 7.8 đấy ạ. Rồi là không có bớt nữa ha. Dạ vâng ạ. Rồi cái bên chiếc Attila luôn đi. Biển số 54 thành phố. Biển số 54 V5 7477. Chiếc này quen không hỏi chắc là máy em đấy ạ. Ừ. Chiếc này em để cho mọi người 4.2 nha. 4.2 ha. Dạ vâng ạ. Attila okay. Nha, màu trắng. Trắng tinh khôi nha. Ok, giá 4.2, biển số thành phố cho anh em luôn, 54 B5 7477. Đây này. Con này sao? Con này đời 2016, máy này là máy có làm lại bình xăng con nha mọi người. Galaxy 2016 có làm lại bình xăng con nha. Con này Galaxy bản cung tay, Galaxy Sport anh em, bản cung tay, biển số 59G214709. Con này như bạn Phương nói có bình xăng con gì đó, mình thấy là bình bông mai đó nha. Bình bông mai đó. 5.2 ạ. À? 5.2 thôi. Cung tay, cung tay hãng 5.2 nha anh em, hãng SOM á nha. Dạ vâng ạ, 5.2 ạ. À. Rồi, Note 4 nha. Note 4 em còn nhà em còn mỗi một chiếc Note 4 này thôi. Em xả cho mọi người nhá. Ừ. 4 triệu. 4 triệu. Biển Đắk Nông 48C102969 nha. Dạ vâng ạ. Rồi. Keo nguyên con luôn nha. Là coi như là keo trầm cả xe luôn phải không? Này Attila FI nha mọi người. Bên ngoài này em tặng lại nha. Biển số 48B105353 nha. Chiếc này là 5.5 triệu nha mọi người. 5.5 triệu. 5.5 triệu ạ. Anh chị các bạn mình lưu ý giá 5.5 triệu này là xe là có FI rồi, chứ không phải là bình xăng con, xăng cơ nha. Dạ. FI phun xăng tử thì nó tiết kiệm. FI 5.5 triệu, còn xăng con là 4.2 triệu ạ. Rồi. Dạ. Đây mình có mấy chiếc xe bên trên nữa nè. Mấy chiếc này nhà em đang dọn này ạ, chưa có dọn xong thì thôi, không có báo giá, không có mọi người lại chưa mắc ấy ạ. Tại vì nhìn nó vẫn đang còn là đang dọn mình chưa báo giá hả? Dạ vâng, vẫn đang chưa hoàn thiện xong ấy thôi, mình không có là cả hai con luôn hay là chỉ con này thôi? Cả hai chiếc đang dọn. Rồi ok. Là ấy lại đàn áo thế ạ. Rồi coi như cũng có list sơ qua rồi, anh chị anh em mà thích thì liên hệ sau với bạn Phương nha. Có thể là video mà chiều nay mình chiếu, mai mình chiếu gì đó, nhưng mà anh em mà xem video lại có thể là mốt bữa kia hay là sau gì đó cứ liên hệ coi, nếu mà còn thì muốn biết giá thì liên hệ với Phương nha. Dạ. Rồi em cũng đây. Bên đây không có hả? Chưa có, mới có về, chưa có dọn, chưa có rửa, chưa có biết tình trạng xe như thế nào, là không có văn báo. Thôi thì camera cũng lướt sơ thôi, cho anh em biết có tên xe gì thôi thì liên hệ với trực tiếp bạn Phương. Ở đây là có chiếc Quay RX nè, rồi Acelo, Sirius, với lại bên kia là Suzuki, Sushimat anh em. Rồi hết xe rồi phải không? Dạ vâng, hết xe rồi ạ. Em vừa mới like xong báo giá xong hết xe của nhà em rồi ạ. Anh chị em mình ưng chiếc nào là nhắn tin qua Zalo qua cho bên em để bên em báo quay giá, quay kỹ hơn cho mọi người nha mọi người. Rồi ok, địa chỉ mình đây nhiêu nè, rồi đã góp xong nhắn lại cho anh em mình biết luôn cái. Địa chỉ nhà em là 715DT743, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha mọi người. Hai số điện thoại ở nhà em là 0983590903 và 0327931464 nha mọi người. Bên em là có hỗ trợ trả góp không đồng qua ngân hàng nha, có hỗ trợ góp tay đôi với cửa hàng. Rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị em theo dõi like của bên em nha. Cảm ơn anh chị em ủng hộ cửa hàng nha mọi người. Dạ. Rồi cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều nha, đã quan tâm theo dõi video. Anh chị các bạn nào quan tâm thêm, muốn thắc mắc thêm thì liên hệ trực tiếp bằng Phương nha. Giờ anh em mình xin chào mọi người. Dạ vâng, chào mọi người ạ.